Đây là lần đầu tiên mà từ cassette bọn mình đến với những thành phố mơ màng. Và thực sự là bọn mình rất là biết ơn những con người đã làm nên chương trình này. Biết ơn tất cả các bạn. Chúng ta đã chờ cả năm để có một show như thế này đúng không? Bọn mình đã chơi hai bài và cho những bạn nào chưa biết thì bọn mình là từ cassette và bọn mình đến từ Đà Nẵng. Bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát nằm trong album thứ hai của bọn mình. Màu sắc cũng đổi thay được điều gì, nên thôi đừng khóc, đừng làm như có ai buồn. Cho xin một phút tôi sẽ có câu trả lời ngay, mong anh sẽ viết nên một khúc ca tuyệt vời. Bao lâu thì hết những thói quen độc hại, sao anh chỉ biết than một mình rồi cứ như vậy. Vô tư hỏi phí những lúc anh nằm ngủ say, ngày đêm mơ đến phút tự do thành thời. Đã có bao giờ anh ôm mặn khó, nghe trong góc phòng tay chân cùng ra rời. Thế đi đêm lại từng nôn nhẹ, mãi chưa nguôi cơn thù với hai từng màu. Và rồi sẽ chết, chết đi thật đau. Không hề biết ai đã chơi thật vội, chơi những bài hát anh chẳng gửi đi khắp nơi. Đôi khi dừng phút lại thấy không còn buồn đâu, rồi lại mơ đến phút tự do thành thời. Đã có bao giờ anh ôm mặt khóc, nếp trong góc phòng tay chân cùng ra rồi. Đã có bao giờ